Mới đây tại Hà Nội, Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Effect và Expo Service đã phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh tại Việt Nam 2019, DSE Việt Nam 2019. Triển lãm có sự tham gia của 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng quốc gia gồm Liên bang Nga, Ukraine, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng 2 khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam. Triển lãm đã trưng bày nhiều sản phẩm vũ khí có công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, thông tin chiến đấu, phương tiện chiến đấu, an ninh công nghiệp, v.v. Triển lãm là dịp quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất, cũng như giới thiệu hình ảnh, vị thế của quốc phòng, an ninh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, là cơ hội cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận trang thiết bị, công nghệ tiên tiến nhất của khu vực và thế giới ngay tại Việt Nam.